Và chúng ta sang phần bài tập như sau. Thầy có ví dụ 1 là yêu cầu điền thuộc này, không thuộc này và tập hợp con vào ô trống. Được chưa nào? Các em nhớ thuộc và không thuộc thì dành cho phần tử với tập hợp. Còn tập hợp con là dành cho tập hợp với tập hợp. Được chưa? Nào chúng ta có như sau. Nào ví dụ 1 thầy nhá. Thì đầu tiên thầy có âm 3. Ở đây có thể là Q là số hữu tỉ. Thế thì âm 3 của thầy sẽ thuộc Q. Đúng chưa? Thứ hai này, âm 5 phần 7. Âm 5 phần 7 của thầy. Và Y. Y của thầy là tập hợp các số vô tỉ. Âm 5 phần 7 là số hữu tỉ. Cho nên ở đây có thể không thuộc Y. Được chưa? Tiếp theo này. Âm 5 1 phần 5. Âm 5 1 phần 5. Và đây có thể là Q. Thực ra âm 5 1 phần 5 của thầy là một số hữu tỉ. Tại vì đây đang viết dưới dạng hỗn số. Nhưng các em có thể đổi thành là âm 26 phần 5. Cho nên ở đây có thể là thuộc Q. Trừ căn 9 phần 4. Trừ căn 9 phần 4 và Z. Z là số nguyên.